tớ bảo này, mai là thi chung kết, đúng 5 giờ chiều, các cậu phải có mặt để cổ vũ cho tớ đấy nhá. Xin tuân lệnh. Tuân lệnh. Cậu kia yên tâm đi. Cậu đừng lo. Tạm biệt nhá. Nhá, mai gặp lại. Vẫn còn la cà ở đâu nữa chứ? Thu Hạnh, múa giải lụa. Yeah. Thôi chết, mình đã hẹn Hải Dô đến cổ vũ cho nhím. Mong sao Hải Dô đến đó rồi. Xin lỗi cậu nhá, tớ quên bén mất. Tặng cậu này. Cảm ơn cậu, bó củi đẹp quá. Kìa nhím. Cậu không ngồi yên được à? Đi lại chóng cả mặt. Bọn con gái là chúa hay thù dai? Cậu nghĩ xem. Hạnh nhím mà ra tay thì... Tớ với cậu cùng qua nhà Hạnh giải thích đi. Thôi, gọi điện giải thích cho an toàn. Không xong rồi, nhím giận đến nỗi không thèm nghe máy. Fan này cậu cứ phải gọi là lĩnh đủ nhá. Ê, đừng! Vụ này cậu đừng có nhờ vả gì tớ đấy nhá. Này, cậu nhìn xem. Cậu kiếm đâu ra loại kẹo cao su đặc biệt này thế? Ái chà, cậu định hối lộ tớ phải không? Quên đi nhá. Cậu giúp tớ giải thích với Hạnh đi. Năn nỉ đây. Này. Thôi đành vậy, ai bảo tớ là bạn tốt của cậu cơ chứ. Làm sao mà nhím chịu tin rằng có một quả cầu như thế. Thôi, các cậu định cho tớ ăn thịt lừa đến bao giờ nữa hả? Làm gì có quả cầu hoang đường như vậy. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nói sao để cậu tin đây, đúng là bó tay chấm com. Ta da. Ở trong kìa. Tớ chỉ đùa một tí cho vui thôi. Nếu cậu còn giận tớ thì tớ đến nhà Hải một mình vậy. Dù sao thì cậu ấy cũng đang bị ốm. Sao Hải lại bị ốm? Có nên tin Hưng Bột này không nhở?
À, yên tâm đi, 100% là được mà. Anh hiểu chưa? Các cậu ốm nặng thật đấy. Thôi cậu ngồi chơi nhá, tớ phải về nhà có tí việc. Tớ đã tin các cậu, vậy mà các cậu lại lừa tớ. Để tớ giải thích, hôm nọ đúng là tớ bị thôi miên. Các cậu lại mang chuyện quả cầu nhảm nhí ra đây có phải không? Ấy, ấy. Để xem, các cậu còn dám lừa tớ nữa không? Các cậu nhìn kìa. Alo. Giờ thì cậu đã tin tớ chưa? Hả? Coi như tớ tha cho các cậu lần này. Tớ xin báo một tin vui. Các cậu về chuẩn bị. Ngày mai lớp ta sẽ đi dã ngoại leo núi. Cố lên. Cậu khỏe thật đấy. Còn phải nói. Ôi nấm. Nấm này có ăn được không hả cậu? Cậu chỉ được thế là giỏi. Xem mày chạy đi đâu. Có thế mà cũng trượt. À, mình bắn rơi trúng quả, chắc ăn ngon lắm đây. Cậu bị làm sao thế này? Cậu còn dám hỏi tớ câu đấy à? Ấy, hả? Tớ không cố ý đâu. Xin lỗi cậu nhé. Giờ tớ phải đi có tí việc. Cậu định chạy à? Thôi mà các cậu. Đứng lại. Cậu định chạy à? Đứng lại. Đứng lại mau. Cậu ra đây ngay, tớ nhìn thấy cậu vào đấy rồi đấy. Cậu mà để tớ vào là không xong đâu. Hải do đâu rồi Hưng? Cậu ấy vừa chui vào trong đó. Hải ơi, đến giờ về trại rồi, cậu ra đây đi. Để tớ vào lôi cậu ấy ra, chờ nhá. Khủng long cứu với. Cậu. Bọn mình đang ở đâu thế này? Cậu có nhìn thấy anh nhím đâu không? Tớ cũng giống cậu, tự nhiên trượt xuống đây, có biết gì đâu. Cậu nhìn kìa. Chạy đi. Sao mà thoát khỏi chỗ ma quái này được nhờ? Cậu này, thì mình xuống bằng đường nào, lên bằng đường đó thôi. Có thế mà tớ cũng không nghĩ ra. Nào,
chúng ta ra khỏi đây thôi. Trèo lên thôi. Hải rồi, Hưng Bột ơi, các cậu ở đâu? Trơn quá, cậu nghĩ cách gì đi. Ô, cậu làm trò gì thế? Mất vệ sinh quá. À, tớ tìm ra hướng gió thổi từ đâu đến rồi. Chắc là sẽ có đường ra thôi. Thế mà tớ cứ tưởng. Nhanh nào, chúng ta tìm cửa hang. Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Cậu giác thế, đó chỉ là tiếng gió thôi mà. Chờ tớ với. Tớ quên mất là cậu không chạy nhanh được. Thần hộ mệnh của bọn mình đây rồi. Yeah! Đi nhanh nào, không nó lại quay lại bây giờ. Đi thôi. Hình như cửa ra đây rồi. À, sắp thoát rồi. Cứ tưởng thoát rồi, hóa ra lại còn chui xuống sâu hơn. Cái gì đây? Hạnh Nhi, Hạnh Nhi, cậu một. Lúc trượt xuống cậu biến đi đâu thế? Sao cậu lại xuống được đây? Câu này tớ phải hỏi các cậu mới đúng. Thôi không tranh cãi nhau nữa, chúng ta phải tìm lối ra nào. Wow. Đấy rồi, chúng ta đi theo quả cầu nào. Đi thôi. Chào tớ với. Cả tớ nữa. Đưa tay đây. Hãy nhìn giúp tớ nào. Khiếp, người gì mà to như cái thùng phi ấy? Còn hơn là gầy như que củi ấy. Sao hai cậu lúc nào cũng cãi nhau thế nhỉ? Các cậu nhìn kìa. Thank you.
trước đến nay mình chỉ nhìn thấy cái này trên phim thôi. Nhanh lên. Chờ nó với. Tối quá chẳng nhìn thấy gì cả. Quên mất, tớ có cái này. Wow, cậu kiếm đâu ra thế? Từ chiếc túi thần kỳ của tớ, chứ còn ở đâu nữa. À, quái vật, quái vật! Cái gì thế này? Một cánh tay. Ồ, hình như phi thuyền vẫn còn sự sống. Bột ơi, giúp tớ với. Đây rồi. Wow. Wow. Chính là quả cầu ở nhà Hải đã thôi miên mình hôm trước đây mà. Xin chào mừng các bạn đến với phi thuyền Thiên Hà. Phi thuyền của chúng tôi có sứ mệnh phá tan âm mưu thôn tính toàn cầu của thế lực bóng tối. Cầm đầu thế lực bóng tối là robot đen có đôi mắt màu đỏ gắn trên trán. Thế lực bóng tối đã bí mật cài đặt hệ thống bom điện tử nhằm phá hủy thành phố các bạn. Trên đường đến thành phố các bạn để phá bỏ hệ thống bom điện tử, chúng tôi đã rơi vào trận tập kích của thế lực bóng tối. Ơi! Ôi chết rồi. Nguồn năng lượng của Thiên Hà có hạn, do đó chúng tôi quyết định kết thúc cuộc chiến trên không này nhằm bảo vệ thành phố của các bạn khỏi sự nguy hiểm. Sau vụ nổ đó, phi thuyền Thiên Hà bị mắc kẹt ở đây, còn thế lực bóng tối không ngừng khôi phục âm mưu hủy diệt trái đất. Vậy là bị chết à? Thì cũng tương tự như vậy thôi, khủng khiếp thật. Phi thuyền Thiên Hà thật dũng cảm. Để tiếp tục nhiệm vụ ấy, người được chọn trao sứ mệnh chống lại thế lực bóng tối, giải cứu thành phố này chính là các bạn. Chúng tôi á? Nhưng mà dựa vào đâu để giải cứu thành phố cơ chứ? Chân yếu tay mềm như tớ thì làm sao mà chống lại các thế lực bóng tối được chứ? Ôi, đau bụng quá. Mới cả tuần tới tớ còn phải tham gia giải bóng đá của trường nữa. Khi hệ thống bom điện tử được kích nổ thì toàn thành phố tươi đẹp của các bạn sẽ chịu hậu quả thế này đâu. Thành phố gặp nguy hiểm thế này thì các cậu còn chỗ để chơi đá bóng hay biểu diễn nữa không? Phi thuyền Thiên Hà đã xả thân để cứu thành phố, vậy mà nếu các cậu không đi, tớ sẽ đi một mình. Tớ chỉ đau bụng một tí thôi. Được, tớ sẽ đi cùng cậu. Nhưng chắc là chỉ có tớ với cậu đi thôi nhở? Ai bảo tớ không đi nào? Đúng là đồ cục bột. Thế mới là nhóm 3H chứ. Yeah!
chúng tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tốt lắm, các bạn thật là dũng cảm. Để cứu được thành phố khỏi hiểm họa này, các bạn phải lấy được thanh ngọc bội màu xanh có quyền năng đột thổ xuống dưới lòng đất. Có được thanh ngọc bội, các bạn phải tìm đến tận hang ổ của thế lực đen tối để vô hiệu hóa bom điện tử trong lòng đất. Để tăng thêm sức chiến đấu, các bạn vào trong thế giới ảo, vượt qua cửa ải đầu tiên và phải lấy bằng được 3 chiếc áo giáp có những quyền năng khác nhau. Các bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Sẵn sàng! Ta đi nào! Trong ngọn núi này sẽ có 3 bảo bối. Nó sẽ giúp các bạn rất nhiều trong cuộc chiến chống lại cái ác. Mỗi bạn phải vào một cửa hang để thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều quan trọng nhất là các bạn phải tự tin, không được lùi bước. Bọn mình có nên vào không nhở? Có chứ, chúng ta phải lấy cho được những bảo bối này. Hành Nhím, cậu đổi hang cho tớ nhá. Xong ngay, tớ cũng đang sợ cái hang này đây. À, Hải Dô, cậu đổi cho tớ hang của cậu đi. Cậu phải can đảm lên chứ, nốt lần này nữa thôi nhá. Thôi tớ chọn hang ở giữa cho yên tâm. Có cách rồi. Áo của tớ đẹp hơn. Thế bảo bối của cậu đâu rồi? Tớ không dám vào hang. Cậu cố lên, đừng sợ, bọn tớ đều lấy được rồi này. Tớ có sợ gì đâu. Chẳng qua tớ... À, có cách rồi. Cậu tìm cái gì vậy? Tớ cần có kẹo cao su để lấy lại tinh thần. Kẹo cao su của cậu đây. May quá, cảm ơn cậu. Tớ sẽ lấy được bảo bối cho các cậu xem. Hả? Yeah! Yeah.
thế chứ. Yeah. Cậu giỏi lắm. Sí, chuyện nhỏ như con thỏ. Đây nói cho mà biết nhá, đấy là nhờ chiếc kẹo cao su thần kỳ của tớ đấy. Ơ, cái gì thế này? Ồ, thế hóa ra... Cậu dám lừa tớ? Đứng lại! Hai, đứng lại mau! Đứng lại! Cậu đổi cho tớ nhá. Cậu ăn gì mà khỏe như voi vậy? Hình như có chuyện gì không ổn thì phải. À, tớ phát hiện ra rồi. Mỗi một bộ áo giáp có tác dụng hỗ trợ riêng cho khả năng của từng người. Nếu chúng ta mặc sai, sẽ bị phản tác dụng, gây ra những hiện tượng như ta vừa thấy. Chỉ khi nào chúng ta mặc đúng bộ quần áo hợp với khả năng của mình thì mới phát huy được tác dụng, đúng không? Đúng rồi. Bộ áo đỏ có tác dụng chạy nhanh như gió nên hợp với tớ. Bộ áo tím có tác dụng uốn dẻo thì hợp với Hạnh. Còn áo giáp màu xanh có tác dụng khỏe như voi thì hợp với tớ. Huỳnh thông minh thật đấy, tiểu đệ xin bái phục. Chúng ta thử sức mạnh của áo giáp nào. Yeah. Yeah. Tớ mà tóm được cậu thì cậu chết với tớ. Cậu chạy nhanh thật, có động cơ phản lực cũng không đuổi được cậu. Thôi, không đùa nữa, cậu ăn đi cho lại sức. May quá, tớ cũng sắp chết vì đói đây. Bọn mình lấy được áo giáp rồi, không biết tiếp theo phải làm gì nữa nhỉ? Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai bây giờ? Chúc mừng các bạn đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Để gỡ được hệ thống kích nổ, cứu được thành phố tươi đẹp của các bạn phải vượt qua những thử thách không gian ảo và lấy bằng được thanh ngọc bội màu xanh có quyền năng độn thổ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhóm 3H sẵn sàng! Tốt lắm! Đây là bản đồ trong thế giới ảo. Các bạn phải luôn giữ nó bên mình. Chúc các bạn thành công! Sẽ thuộc về ta.
dám xâm nhập vào lãnh địa của ta? Hả? Sao về sáng nay lại biết đường đến vực tử thần? Hay bọn phi thuyền thiên hà còn sống sót? Hả? Điều ngay đội hủy diệt đến vực tử thần ngay, san phẳng tất cả những gì nhìn thấy. Đây gọi là vực tử thần. Nhiệm vụ của các bạn là phải vượt qua nó sang dãy núi bên kia. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn phải hết sức cảnh giác và không được rời nhau. Sẽ có chim gõ kiến dẫn đường cho các bạn. Lên đường thôi, có chim gõ kiến dẫn đường, lại có thêm áo giáp nữa, lo gì? Không thì... Chúng mình phải làm sao để sang được bờ bên kia bây giờ? Chim gõ kiến kìa! Chúng ta tìm được đường sang bên kia núi rồi. Đi nào các cậu. Nhanh lên, theo tớ. Cây cầu bé quá. Tớ không dám đi đâu. Không sao đâu. Cậu cứ bám chặt vào thành cầu mà bước là hết sợ ngay. Nhìn tớ với Hải này, có sao đâu. Phải tìm cách khác thôi. Tớ chóng hết cả mặt rồi. Cậu nghe tớ nói này, bọn mình chỉ có duy nhất một con đường này thôi. Cậu phải cố gắng lên nhé. Bây giờ Hải là người đi đầu tiên, rồi đến cậu, còn tớ sẽ đi sau. Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Có, tớ có nghe thấy tiếng gì âm ỉ. Các cậu nhìn kìa. Chết rồi. Bọn thế lực đen phát hiện ra bọn mình rồi. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải đi nhanh sang bờ bên kia thôi. Ah!
áo giáp của cậu lợi hại thật đấy. Nếu không à, không có nó thì chắc bọn mình... Làm thế nào để thoát khỏi chỗ này nhờ? Không biết chim gõ kiến đâu rồi. Trời sắp tối rồi, chúng ta cứ phải nghỉ ngơi đã, rồi tìm cách leo lên. Đúng đấy, bụng tớ đang sôi ung ục lên đây này. Cậu khỏe thật đấy, không có cậu hôm nay thì tớ đã hóa thạch dưới đống rễ cây này rồi. Nơi đây được gọi là vực tử thần, không sai chút nào. Tớ đã bảo mà, đã có tớ ở đây, các cậu không phải sợ gì hết. Làm sao bọn mình thoát khỏi nơi đây bây giờ, hả các cậu? Cậu có cách gì không? Vách hang nhẵn thín thế này, trừ khi có cánh mới thoát khỏi nơi này được. Kìa, chim có kiến. Thế mà tớ cứ tưởng cậu bị bọn thế lực đen cho biến thành than rồi chứ. À, tớ có cách rồi. Này, cậu đừng nói là chim gõ kiến kéo bọn mình lên đấy nhá. Đúng đây, chim gõ kiến sẽ cứu bọn mình ra khỏi đây. Các cậu giúp tớ một tay nào. Ừ. Tốt rồi, các cậu nối các đầu dây lại với nhau nhé. Bây giờ cậu phải giúp bọn tớ mang sợi dây này lên phía trên nhé. Này. Cố lên. Cố lên chim bồ kiến ơi. Cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên chim bồ kiến ơi. Cố lên. Để tớ leo lên trước rồi kéo các cậu lên nhá. Tự nhiên cậu thông minh đột xuất thế nhở. Các cậu quá khen. À, Hưng đã leo lên đến nơi rồi. Cậu lên trước đi. Yeah.
Cảm ơn chim có kiến. Vào đây. Vào. Báo cáo chỉ huy, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Bọn chúng lại dám chống lại sức mạnh của ta. Không bao lâu nữa, cả thế giới này sẽ là của ta. Này, kết nối toàn bộ hệ thống kích nổ, chuẩn bị. Nhớ chưa? Dạ. Thế lực đen, chúng đến đây. Cứu. Nhìn cậu ý kìa. Thế lực đen ở trên má cậu kìa. Cứ tưởng bọn nó đến. Đi thôi, còn đứng đó mà cười à? Cậu dẫn chúng tớ đi đâu thế? Còn đi đâu nữa? Theo lời quả cầu, hướng đông thẳng tiến. Thôi chết, hình như chúng ta lại quay lại chỗ cũ. Đúng vậy, chính gốc cây lúc nãy đây mà. Sao thế nhở? Mà quả cầu dẫn đường lại mất tăm. Dẫn đường kiểu gì thế không biết. Chúng ta đi theo hướng mặt trời mọc rồi, sao lại đi vòng tròn được nhở? Đúng là khu rừng cổ quái. Bây giờ chúng ta sẽ không đi theo đường mòn nữa, cứ nhằm thẳng hướng đông mà đi. Làm thế nào mà biết được? Các cậu yên tâm, bảo bối nằm trong chiếc túi thần kỳ của tớ. Hưng, làm nhiệm vụ mở đường, chúng ta đi nào. Bây giờ bọn tớ phải gọi cậu là giáo sư kính tròn mới đúng. Yeah. Rẽ phải. Sang trái, quay 180 độ. Đúng là hết chịu nổi. Hay là cái la bàn của cậu bị hỏng rồi? Chúng ta phải nắm chặt tay nhau, thẳng hướng trước mặt mà tiến. Mình lên thiên đàng rồi. May mà nhờ sức mạnh của áo giáp nên bọn mình mới thoát được. Nhờ cả cái la bàn hỏng này nữa chứ. Thấy nó chỉ lung tung nên tớ cứ tưởng. Tưởng là la bàn dởm chứ gì. Thôi, tiếp tục hành trình nào. Ừ, đi thôi. Phải nhặt mấy viên đá về làm kỷ niệm. Không có cậu, chắc tớ mỏng như tờ giấy rồi. Bãi đá trong bản đồ được ghi là bãi đá ma. Nó có thể nghiền nát tất cả mọi thứ thành bụi khi nghe tiếng động phát ra từ vật đó. Vậy thì chúng ta đi đường khác. Chỉ có một con đường duy nhất là vượt qua nó thôi. Tớ có cách này. Cứ thế. Cứ như thế. Cậu đúng là số 1. Để tớ khai hỏa nhá. Yeah.
Chạy thôi, nhanh lên. Nhanh lên, cố lên các bạn ơi. Cậu có làm sao không? Cậu có làm sao không Hưng? Kinh khủng, kinh... Chỉ vì cái tính hậu đậu của cậu mà nhóm 3H sắp bị nghiền thành bụi đấy. Chỉ vì tớ nhìn thấy viên đá trông giống bóng bowling quá nên tớ không kìm được. Ai ngờ... Cậu phải biết rằng đường tới chỗ Thanh Ngọc Bội còn rất nhiều nguy hiểm. Bọn mình phải hết sức cẩn thận mới được. Xin tuân lệnh. Nào, chúng ta tiếp tục lên đường thôi các cậu. Không biết nơi đây là đâu mà không khí âm u thế nhở? Cái gì mà mặt xanh rờn thế? Phía trước chúng ta là một đầm lầy trông thật ma quái. Thật đấy. Nhanh nào, chúng mình cùng tới đó xem sao. Được bây giờ. Cậu có cách gì rồi à? Phải không? Chỉ có một cách là bắc cầu qua đầm thôi. Cậu mơ ngủ à? Các cậu chờ một tí. Hải Dô đi lâu thế nhở? Không biết có chuyện gì không nữa. Cậu ấy về rồi kìa. À, có thế chứ. Bây giờ phải nhờ đến tài của cậu đây. Cậu hãy chẹn khúc gỗ này vào chạc cây kia nhé. À, tưởng gì chứ chuyện đó thì dễ ợt. Không xong rồi, nhưng cậu yên tâm, tớ đã có phương án 2 rồi. Phương án gì thế? Cậu phải lấy đà thật mạnh, cho con lan lao về phía bên kia. Có yên tâm khi giao tính mạng của tớ cho nó không đấy? Cứ yên tâm đi, miễn là cậu không thả tay ra là được. Để tớ sang trước đón cậu nhé. Cậu có làm sao không? Cảm ơn phát minh của cậu. Dù sao thì cậu cũng thoát rồi. Ngoài ra, cậu còn được diện thêm một đôi giày cao cổ trông rất thời trang nữa chứ. Một phong cách rất xì tin. Chúc mừng các bạn đã vượt qua những cửa ải đầu tiên trong thế giới ảo. Những thử thách tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Vượt qua đầm mực này sẽ đến vùng sa mạc nóng bỏng.
Các bạn hãy cố gắng lên, chỉ cần nắm vững luật của sa mạc là không được ăn uống bất cứ thứ gì, các bạn sẽ vượt qua được. Làm gì còn khó khăn nào nguy hiểm hơn những gì mà bọn mình vừa vượt qua chứ? Phải không? Mình đang ở vùng rừng núi thế này thì làm gì có sa mạc nào chứ? Hay quả cầu nói nhầm? Tớ cũng nghĩ giống cậu đấy. Kìa, chạy mau! Nhanh lên! Thôi chết, hướng bộ đâu rồi nhờ? Đưa tay đây! Bọn mình đang ở nơi quỷ quái nào thế này? Các bạn có nhớ lời dặn của quả cầu không? Chỉ cần nắm vững luật của sa mạc là không được ăn uống bất cứ thứ gì thì sẽ vượt qua được. Làm sao mà nhịn được cơ chứ? Bụng tớ đang sôi ùng ục lên đây này. Cậu không đi thì ở đây làm bạn với chó sói vậy. Ta lên đường nào. Ê, chó sói, đợi tớ với. Các cậu nhìn xem tớ thông minh không? Cậu chịu khó mặc vào đi, nhỡ xảy ra chuyện gì. Không sao đâu, cậu cứ cẩn thận quá. Hưng ơi, cậu tỉnh dậy đi. Ơi, tớ xin cậu đấy, buồn quá. Thôi thôi, không đùa nữa. Chúng ta phải đi nhanh, còn lấy thanh ngọc bội nữa chứ. Chúng ta lên đường thôi. Có nước rồi các cậu ơi. Chắc nguồn nước chỉ ở gần đây thôi. Cố lên nào các cậu. Bọn mình sắp được uống nước thỏa thích rồi. Các cậu nhìn kìa. Tớ nghe thấy hình như có tiếng nước chảy ở trong hang. Tớ đang hát khô cả cổ đây này. Tôi chết rồi. Còn mỗi mấy đứa nhãi rành mà giải quyết mãi không xong. Để xem chúng mày có thoát được nữa hay không. Chết này. Ôi sướng thật. Đúng là chưa bao giờ mình được uống nước con như vậy. Ôi, các cậu nhìn kìa. Thanh ngọc bội độn thổ. Ngọc bội á? Để tớ lặn xuống lấy nhá. Không phải ở dưới đấy mà là ở trên đầu cậu ý. Nhìn mà xem.
ngọc bội này đẹp quá. Cao thế này làm sao lấy được bây giờ? Dễ ợt. Cậu lợi hại thật đấy. Đâu? Đến xuống nào. Mấy nhóc dám cản đường ta. Thêm chút nữa chắc mình đứt hơi rồi. Đói quá, chẳng có cái gì ăn nhở. Cố gắng lên các cậu, chúng ta đã lấy được thanh ngọc bội độn thổ để cứu cả thành phố rồi. Phải cố lên chứ. Đi nào, về nhà thôi. Đi thôi. Đợi tớ với. Báo cáo chỉ huy, radar bắt được tín hiệu lạ trên sa mạc. Chả lẽ chúng nó lại thoát được à? Đi. Nhanh. Xin tuân lệnh ông chủ. Để xem chúng mày có đoàn kết được nữa hay không. Hãy đến sa mạc rồi bắt bọn nhãi ranh về đây cho ta. Tuân lệnh ông chủ. Lần này thì chúng mày có thoát được thằng trời. Xem kìa. Dừng lại. Cậu không nhớ lời dặn của quả cầu là không được ăn uống bất cứ thứ gì trên sa mạc à? Các cậu chỉ giỏi nghi ngờ. Lúc lại uống nước có việc gì đâu. Thôi nguy rồi, phải cứu cậu ấy ngay. Hương Bột, cậu sao thế này? Hương Bột, cậu làm sao? Hương Bột bị ngấm độc rồi. Ôi Hương Bột, cậu không nhận ra tớ à? Nhanh lên chạy thôi. Cậu chạy nhanh đến cây kia đi, tớ đã có cách rồi.
bọn mình làm cậu ấy bị đau rồi. Mình không còn cách nào khác mà. Hương Bột, Hương Bột, Hương Bột, cậu có làm sao không? Thanh Ngọc Bội dởm đẹp thế nhỉ? Mau theo ta về nào. Là Thanh Ngọc Bội giả. Chạy thôi. Nào, nhanh, nhanh lên. Nhanh lên, đứng lại. Chạy nhanh lên. Cậu rất giỏi Hạnh ạ. Và cậu rất thông minh nữa chứ. Bọn mình phải đi cứu cậu ấy ngay. Cậu đã ăn phải chùm quả độc, nó đã biến cậu thành thế này đấy. Xin lỗi các cậu nhá, suýt nữa thì... À, thế còn Thanh Ngọc Bội đâu rồi? Ừ, đó chỉ là Thanh Ngọc Bội giả. Bọn thế lực đen đã đánh cháo trước khi chúng ta đến ốc đảo. Vậy thì làm sao mà tìm được nó bây giờ? Chẳng nhẽ chúng mình bỏ cuộc hay sao? Bỏ cuộc là thế nào? Chúng ta tiếp tục lên đường nào. Thế lực đen đã phát hiện quả cầu của các bạn rồi. Nhiệm vụ càng khó khăn hơn rất nhiều. Theo tin tức do thám được, Thanh Ngọc Bội đã được chuyển đến một chiếc tàu ngầm cá mập tại căn cứ nằm trên một hòn đảo hoang dã có tên là đảo Kinh Hoàng. Tôi sẽ dùng cánh cửa thời gian đưa các bạn đến đó. Và đây là bảo bối giúp các bạn có thể đi lại dễ dàng trong môi trường nước. Chúc các bạn thành công. Cậu vẫn chưa chưa à? Các cậu ơi, lại đây xem này. Chẳng lẽ lại là dấu chân của khủng long?
khủng long nhìn thấy tớ cũng phải chạy xa. Cái gì đây? Gì vậy? Khủng long. Chạy thôi. Chạy. Chờ tôi. Nhanh lên nào các cậu ơi. Từ từ thôi, chờ tớ. Nhanh lên các cậu ơi. Chờ tớ với. Uống viên thuốc rồi hai cậu chạy về phía biển nhé. Cố lên nào. Chạy nhanh lên. Các cậu ơi sắp đến rồi. Cậu phải hạ thật nhanh gọn hai tên lính gác nhé. Xong bén. Thank you.
khỏi nơi này nào. Phi thuyền bóng tối đã hoàn toàn phục hồi năng lượng nên sẽ kích hoạt được hệ thống bom mìn gài đặt trong thành phố. Sau khi kích nổ, chúng ta sẽ trở về căn cứ. Chỉ cần ta kéo cần gạt này, cả thành phố xinh đẹp sẽ bị xóa sổ trên bản đồ. Bọn bay hãy vui chơi cho thoải mái, rồi ngày mai chúng ta trở về căn cứ. Cuối cùng thì bọn mình cũng lấy được thanh ngọc bội rồi. Cậu đưa đây, tớ xem nào. Cậu để tớ. Cậu để tớ. Hay lại là ngọc bội giả rồi? Các cậu nhìn xem, giống hệt màu áo Hưng này. Có lẽ chỉ có Hưng mới sử dụng được nó thôi. Bí mật đây rồi. Cậu thử đặt ngón tay cái vào đúng vết lõm của thanh ngọc bội đi. Không biết cậu ấy có tìm được trời lên không nhỉ? Chắc không sao đâu. Thật là kinh khủng. Tớ sẽ không độn thổ nữa đâu. Cậu không độn thổ thì ai cứu thành phố đây? Bọn mình đã lấy được thanh ngọc bội, giờ phải vào tận hang ổ của bọn thế lực đen. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta quay lại cánh cửa thời gian nào. Đi thôi. Các cậu nhanh lên nào, khủng long đến bây giờ đấy. Bắc. Chắc chắn những tia laser kia là từ hang ổ của bọn chúng phát ra. Xung quanh đây có rất nhiều camera theo dõi. Cậu hãy dùng quyền năng độ thổ đi thám thính xem sao. Không, không, tớ sợ lắm. Cậu đúng là cầm tinh con chuột. Có thanh ngọc bội và áo giáp rồi thì cậu còn sợ gì nữa chứ? Cậu yên tâm đi, cứ cầm lấy cái này, bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu từ xa. Cậu kiếm đâu ra thế? Ở phi thuyền thiên hà, chứ ở đâu nữa. Được rồi, tớ sẽ độ thổ. Nhưng nếu có chuyện gì, các cậu phải hỗ trợ tới ngay nhá. Rõ. Alo, alo, Hưng ơi, cậu bị làm sao vậy? Trả lời bọn tớ đi. Chắc cậu ý lại gặp chuyện gì rồi. Biết alo, thế này thì không alo, bảo cậu ý đi nữa. Cậu lên tiếng đi chứ. Alo, alo, Hưng ơi, cậu đâu rồi? Alo. Phải báo cho các bạn mới được. Cậu làm tớ hết cả hồn. Cậu có tìm thấy cửa hang không? Tất nhiên rồi, tất cả theo tớ nào.
Chỉ còn ít phút nữa thôi là cả thành phố này sẽ chìm ngập trong biển lửa. Các anh em, chúng ta chuẩn bị về căn cứ nào. Cậu phải tìm cách nào đi chứ, gấp lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải chia ra làm 3 hướng. Hưng sẽ độn thổ tìm cho được chiếc hộp đen là bộ não điều khiển toàn bộ hệ thống bom cài đặt trong thành phố. Còn cậu phải tìm cách tiếp cận phi thuyền, phá hủy bằng được cần anten phát sóng nhé. Tớ tìm cách chặn chúng lại. Rõ. Hey. Hey. À, mày đây rồi. Lại là bọn nhóc này dám cản đường ta. Bắt tất cả bọn nó về cho ta nhanh lên. Có đứa oắt con mà cũng không làm gì được. Mày chết. Khởi động phi thuyền trở về căn cứ mau. Dám cản đường ta chứ? Lên! Ai sai bảo bọn mày tới đây? Đồng bọn của chúng mày đâu? Trốn ở đâu? Muốn sống thì khai ra ngay. Lũ người máy vô tri vô giác kia, không bao giờ chúng mày biết bạn ta ở đâu cả. Đừng có hòng. Cho dù chúng mày có lấy được thanh ngọc bội thì đã quá muộn rồi. Chỉ ít phút nữa thôi thì cả thành phố này sẽ chìm trong biển lửa. Bọn mày sẽ phải trả giá cho những việc làm độc ác này. Hút hết năng lượng ở áo giáp của chúng cho ta. Nhanh. Vĩnh biệt những nhóc anh hùng. Boom. Xin lỗi cậu, mình đã làm hết khả năng rồi. Cậu có đau lắm không? Có gì đâu, cậu cũng bị bắt giống tớ mà. Cả thành phố sắp nổ tung rồi. Không biết Hưng Bột đang ở đâu nhở? Hạnh, cậu làm sao không? Sao không thấy hệ thống bom mìn gì thế nhở? Alo, Hải có đó không? Alo? Hạnh, giúp tớ với! Cứu bọn tớ với! Hưng Bột ơi! Không xong rồi, chắc các cậu ấy đang gặp nạn. Yeah! Thank you.
Hưng Bột! Hưng Bột! Bọn tớ cứ tưởng... Tưởng tớ làm bạn với Jun chứ gì? Thôi chết! Còn ít phút nữa hệ thống bom sẽ phát nổ. Chúng ta phải tìm hệ thống chủ của bọn chúng. Tớ đã độn thổ hết dưới lòng hang rồi. Mà có thấy gì đâu. Mình phải nhờ đến máy đo từ trường này thì mới tìm ra được. Chính là chỗ này. Hưng Bột, cậu xuống đó xem sao. Rõ. Alo, alo, sao rồi? Cậu có tìm thấy hệ thống điều khiển bộ máy chủ không? Alo, tớ đã phát hiện ra mục tiêu. Để tớ vào xem sao nhé. Alo, chỉ còn 30, 26 giây nữa là hệ thống bom phát nổ rồi. Tớ phải làm sao đây? Cậu cứ bình tĩnh. Nhìn màn hình có các dây xanh, có dây nối nào không? Rất nhiều. Cậu phải cắt hết những dây màu đỏ thật nhanh. Bao giờ đồng hồ dừng lại thì thôi. Rõ. Nhanh lên, cố lên Hương ơi. Nhanh lên, nhanh lên nào. Yeah, tớ đã làm được rồi. Thành phố đã an toàn. Cậu giỏi lắm Hương à. Đây mới là người hùng này. Cậu đúng là chuyên gia phá mìn. Bọn chúng đang ở phía trên. Tớ đã có cách. Cậu lấy cho tớ quả bom chủ lên đây. Rõ. Tốt lắm. Theo tớ nào. Chúng ta sắp chứng kiến cả thành phố này sẽ chìm trong biển lửa rồi. Làm thế nào để gắn thuốc nổ vào phi thuyền của bọn chúng bây giờ? À, tớ đã có cách. Xa thế này thì có mà đại bác mới bắn tới được. Đúng rồi, cậu quên áo giáp của tớ có sức mạnh gì rồi à? Các cậu giúp tớ một tay. Các cậu vít thân cây này xuống cho tớ nào. À, thế mà tớ không nghĩ ra. Con gái mà thông minh ra phết. Sao lại đứng im thế này? Hay là có kẻ nào ngăn cản? Có thế chứ. À, 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 à.